Em à, còn tỉnh không? Tỉnh chứ, mắt em còn mở thao tháo. Ngồi dậy nói chuyện đi. Nói gì mà không nói nghe được gì Ấy, cái tóc em không phải ngồi dậy chứ. Cởi rồi. chân á, đụng cái đâu rồi, xong. Không sao, có sự đàn hồi. Không sao. Tỉnh táo đúng không? Bây giờ anh cũng rất là tỉnh táo, anh nói em nghe. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Ngày mai anh sẽ nộp đơn xin nghỉ. Qua Tết anh sẽ rút ra khỏi ngành, không làm cảnh sát Nam Vùng Cái mà nghe tỉnh rượu luôn nữa. á. Nhưng mà không, không được như vậy. Sao? Anh thích cái gì á là anh phải làm cái đó. Miễn sao anh giữ anh đừng có bị nguy hiểm như vậy là được rồi. Nhưng mà vậy làm cho em buồn, em không có yên tâm. Anh sẽ rút ra khỏi ngành để cho em yên tâm. Em vui là anh vui, hiểu không? Không không không. Em vui, nhưng mà anh cũng phải vui. Anh hiểu không? Có nghĩa là làm cái gì anh thích thì anh nên làm. An toàn, không nguy hiểm. Em vui, anh vui, cả nhà mình cùng vui. Như vậy mới được. Quên, nói tới ngành mới nhớ. Anh đã gọi mấy anh công an ở Đắk Lắk chưa? Rồi, anh liên lạc rồi. Mai mốt gì đó là ba mẹ nó xuống rước nó à. Vậy thì được. Nhỏ. Nhìn kìa, hậu đậu, lúc nào cũng đem lại phiền phức rắc rối cho gia đình mình. Mà em nghĩ á, mai mốt mà không có nói trong cái ngôi nhà này á, chắc là ngôi nhà mình sẽ buồn lắm á. Đúng rồi, sẽ buồn hiu, sẽ không còn những tiếng động bất thình lình đùng sảng, hay là cái những cái trận khói linh đình như gì đó mình làm surprise bất ngờ cho gia đình mình á. Nhưng mà nó thật thà dễ thương. Đúng, hư hao, tốn kém nhưng mà đem lại tiếng cười và niềm vui. Wow, đẹp đó. Nè em, treo cái lồng đèn đỏ này lên cao chưa? Dạ. Cao cỡ này được chưa chồng? Đó, đúng rồi. Đây nè. Cái này hai chữ này nó hợp với nhau nè, dạng sự như ý như nè, em vô. Hay quá à, hai này nó khác nhau vậy sao giờ hợp nhau được hay vậy? Nhưng mà nó chung ý nghĩa, khen dự dạng sự như ý. Rồi chơi cưng. Rồi mình chơi đi, để anh chị làm. Ngồi coi cũng được, vui mà. Sắp xếp dọn dẹp, em làm giúp việc cho anh chị á, nên bây giờ cứ ngồi đó quan sát anh chị làm mọi việc trong nhà nha. Tết nhất tới nơi rồi, ngồi chơi cũng được em. Rồi buồn một mình kìa. Sao cô gái nhớ nhà rồi đúng không? Dạ đâu có. Lần đầu tiên em được ăn Tết ở thành phố. Em vui còn không hết nữa. Có gì đâu mà buồn. Tết á thì ăn Tết ở đâu cũng được hết á. Nhưng mà trong lòng mình không có gia đình á thì làm sao có Tết được. Thì bởi vậy tan nát lắm á, lòng tan nát khi mà không có gia đình lắm á hai em ha. Buồn lắm đúng không em? Đúng rồi. Giờ con bé nó đang tan nát, đang buồn kìa. Thấy thương ghê chưa? Ê. Alo. Dạ. Dạ. Tới rồi hả? Tới rồi em. À, tới rồi hả? Anh chị ơi, nếu giờ em ra bến xe còn kịp không anh chị? No. Sao kịp được? Bây giờ Tết rồi, làm gì có xe mà chở em lên núi được. Muốn về thì phải về trước đó chứ giờ về sao mà kịp? Ở lại đây đi. Ở đây đi. Chị giờ có cách nào anh chị giúp em được không? Em muốn về ăn Tết với lại ba mẹ. Đừng có khóc nè, không có khóc nè. Có gì đâu mà khóc. Muốn về ăn Tết hả? Được, anh sẽ giúp em, nhưng mà với một điều kiện là khi về quê rồi không được trốn ba mẹ đi nữa.
Ủa sao anh biết em trốn nhà đi vậy? Anh mà. Kìa, nhìn ra cửa có bất ngờ kìa.